Có một cái cô Phật tử lên gặp thầy, mặt mày mếu máo, nói chồng con bỏ con theo bồ. Giờ con phải làm sao kéo ông lại. Lúc đó là tâm trạng khủng hoảng cực kỳ. Thì nhìn gỗ thầy nói một câu, đừng kéo níu. Thì nói ba tiếng thôi, mà thầy rất là nghiêm nghị, nói đừng kéo níu. Thế bỗng nhiên ngay lúc đó cổ tỉnh ra liền, mặt cổ giãn ra một cái, giống như có buông một cái gánh nặng xuống một cái. Tại vì suốt mấy tháng qua là lòng cứ đè nặng, làm sao giành được ông chồng khỏi tay nhỏ bồ nha. Cứ nhiêu đó, bữa nay thầy nói một câu, đừng kéo níu nữa. Bỗng nhiên buông một cái, lòng nhẹ tin ra, không hỏi nữa. Bỗng nhiên giống như đây mới là lẽ phải nè. Tức là mình chấp nhận mất, mà ngay khi ta chấp nhận mất, bỗng nhiên lại là hạnh phúc. Mình cứ tưởng là mất ổng là khổ, nhưng không ngờ mình chấp nhận mất thì ra mình mới hạnh phúc. Còn cho ổng, cho cái cục nợ đó, cho con nhỏ kia nó gánh chơi cho biết rồi, cho hắn chơi.